Hello, chào mừng anh đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với video clip Văn Tùng sẽ cùng với các bạn phân tích lại về cặp trận giữa Li Ning và Weibo Gaming. Hôm qua trong livestream thì mình chỉ là reaction lại thôi bởi vì mình chưa xem full. Và sau khi off livestream xem lại tường tận tất cả những chi tiết diễn ra trong cặp trận BO3 này thì đây sẽ là video clip Văn Tùng phân tích lại về cặp trận BO3 này, một cặp trận mà bên phía Weibo Gaming đã đánh cực kỳ hay. Li Ning cũng đã có một cặp trận BO3 mà họ làm được rất là nhiều thứ nhưng chung cuộc lại thì họ vẫn thua so với phía Weibo Gaming. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Let's go. Ok, game đấu đầu tiên. Đây là một game đấu ban pick khá dị theo như cá nhân tôi thấy. Cả hai đường trên của cả hai đội đều là hai carry hạng nặng. The Sai và Ale đều là những cá nhân rất thích đánh carry và họ đánh carry có những trận mà được nuôi xanh và họ carry cực kỳ khủng khiếp. Nhưng ngày hôm nay họ không đánh con Twitter Fate. Con Twitter Fate Dolby đánh được, Angel đánh được và nó cover cánh trên cực kỳ hay. Nhưng bên phía Weibo Gaming và cả Li Ning đều không đánh. Weibo thì thấy là tôi nhớ không nhầm thì cái trận gặp bên phía Victory Fire không, chính xác là trận gặp BLG, là trận mà Dolby đánh con Twitter Fate nuôi cho Ale khu đường trên với con Kermil. Nhưng trận đó bên phía của Li Ning đánh không hiệu quả và có vẻ như điều đó khiến cho bên phía Weibo Gaming họ không muốn ban con TF của Dolby, thay vào đó họ ban con Zeri, Caitlyn để hạn chế cái khả năng đi đường đến từ line. Họ ban thêm con Ra của Dolby nữa. Trong khi đó thì Li Ning họ ban những lượt ban nó rất là kỳ cục. Tôi cảm giác như vậy. Con Gwen thì giờ dễ hiểu rồi, nhưng con Rakan và con Thresh thì nhắm tới hai lượt ban, nhắm tới hỗ trợ của bên phía Weibo Gaming. Có vẻ như họ biết rằng On chắc là chỉ đánh tốt hai con này thôi nên họ ban luôn. Thì họ first pick được con Jinx dành cho Line khu đường dưới. Thực ra trong khoảng thời gian vừa qua thì mình để ý là bên phía Li Ning họ có đánh xuống cánh dưới cho Line một vài trận. Cụ thể là cặp trận này họ đánh xuống cánh dưới dành cho Line khá nhiều. Game 1 là họ đánh vì Line. Game 2 là họ đánh cũng vì con Samira của Line. Và game 3 cũng là đánh xuống cho con Jinx của Line. Ngày hôm nay họ quyết định lựa chọn đánh xuống cánh dưới các bạn ạ. Tôi không biết là họ sợ được sai hay như thế nào nhưng họ không dám đánh những carry hạng nặng dành cho Ale khu đường trên, trừ game 2 họ counter pick được. Thì bên phía Weibo họ, bên phía đội 2 có một cái đặc biệt là họ được counter pick dành cho The Sai. Game 1 The Sai counter pick được, không gọi là counter pick mà là pick một kèo mà đánh thua nhưng thành ra cái kèo mà The Sai tự tin quá nên là pick sau cái con Sion này đánh với con Zay. Và The Sai xử lý tốt kèo dây với Sion này và hơn lính so với Ale, đè Ale trên top cực kỳ nặng luôn. Và cánh dưới thì Hoan Vân ngày hôm nay phải đánh thủ. Thực ra cá nhân tôi nghĩ là cả hai bộ đôi đường dưới của cả hai bên đều đánh thủ rất là hiệu quả. Đánh công thì chưa biết nhưng mà đánh thủ thì Lai thuộc dạng giống như kiểu là Ghost bên phía của LCK á. Thanh niên là đánh thủ cực kỳ hay. Nhưng ngày hôm nay thì phía Li Ning lại quyết định dồn tài nguyên xuống dành cho Lai và lại gặp ngay Hoan Vân đang ở một phong độ đánh thủ gọi là siêu khủng khiếp. Ban con Rakan nhưng vẫn có thể đánh được ra con Saiya, Tamken mà có thể hòa lane hoặc là thua ở mức độ chấp nhận được. Thua ở mức độ chấp nhận trong một cái khoảng chênh lệch nó không quá lớn để đối phương có thể snowball và hủy diệt. Thì bên phía của Li Ning họ quyết định đánh xuống cánh dưới trong ngày hôm nay. Nhưng họ muốn lựa chọn một vị tướng đi rừng tạo đột biến cao dành cho Tạc Giang. Tạc Giang hiện tại là một jungle carry cực kỳ khỏe, đánh đột biến cực kỳ cao, giống như kiểu Kennen bên phía của DK á. Kể cả những ván đấu mà các đường bên phía của Li Ning gặp khó một chút thì Tạc Giang với những con bài điển hình như con Diana này tạo đột biến rất cao. Con Volibear ở game 3 thì nó lại là một con bài theo dạng là hỗ trợ đồng đội nhiều hơn để tạo dẫn lợi thế cho các lane. Nhưng mà game 3 bị một cái là đại trụ fail, cái đấy chúng ta phân tích sau. Nhưng game 1 này họ đặt niềm tin vào con Diana của Tạc Giang và Dolby bắt buộc phải dùng một vị tướng vật lý khu đường giữa là con Drayton này. Con Drayton này nó đặc biệt ở chỗ là nó có thể kiểm soát được đường giữa trong khoảng thời gian ban đầu rất tốt, mặc kèo bên kia là con nào nó cũng có thể kiểm soát được. Nhưng càng về sau con cá sấu nó sẽ càng đuối. Và tôi cứ tưởng như khi mà họ pick như thế này, họ sẽ đánh rất mạnh vào khu đường giữa khi thấy bên phía bên kia là có Corki. Nhưng các bạn thấy là xuyên suốt cái game 1 này con Corki của Angel 20 mấy phút trời không nằm xuống bất kỳ một lần nào, farm free từ đầu chí cuối. Và cái ngưỡng sức mạnh đội hình bên phía của Li Ning nó không bằng so với Weibo về cuối game. Cuối game các bạn tưởng tượng những con như Sion nó rất trâu, nó cực kỳ trâu. Con Corki về late thì các bạn biết rồi, nó scale rác đừng hỏi. Đây là một game đấu Angel lên AD anh em nhé, không phải lên AD mà lên chí mạng. Chí mạng hay là cấu gì ở về late nó vẫn rác. Và Hoan Phân thì con Saiya này là một con Saiya để thể đánh theo kiểu thủ hòa khu đường dưới. Saiya Rakan đánh thủ hòa thì các bạn đã thấy ở mùa này bên phía Weibo đánh được rồi. Họ đánh rất là nhiều trận thủ hòa rất là hay và dồn tài nguyên cho The Sai khu cánh trên. Ván này lại là ván thi đấu mà Hoan Phân đánh thể hiện khả năng thủ hòa rất là tốt với con Saiya này mặc dù không có Rakan nhé. Họ vẫn có một con Tamken để có thể đánh thủ hòa rất tốt. Bên phía Li Ning, con Tamken này là một con mà lấy để tránh Tamken Jinx của đối phương. Tamken Jinx game 3 các bạn sẽ thấy là Tamken Jinx đi đường cực kỳ mạnh.
và họ tạo ra big play cực kỳ lớn để băng trụ, chỉ là tình huống xử lý ở game 3 nó bị fail thôi. Chứ Dinh Tam Ken là một đôi cực kỳ mạnh tại thời điểm này mà chính bên phía Weibo cũng đã dùng. Và họ bắt buộc phải lấy con Tam Ken này và họ vẫn đào ra được con Saiya cùng với Tam Ken để có thể thủ hòa khu đường dưới cực kỳ hay. Sọc quyết định lựa chọn Lee Sin, đây là lựa chọn mà tôi nghĩ rằng dùng để tranh chấp với Tạc Giang, bởi vì con Lee Sin là con tạo biến số rất cao. Tạc Giang cũng có thể dùng Lee Sin tạo biến số cực kỳ khủng khiếp. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết game đấu để xem tất cả những thứ diễn ra thì nó đã căng thẳng và nó hấp dẫn như thế nào. Series is I kind of talked about how the mid jungle was really important. I don't see how you win out in the mid jungle with that Corki, with the fact you're up against Tạc Giang với Lobi không kết hợp với nhau Diana, để ganh Angel rồi nha các bạn. We expect to see the Đội hình này scale rất rác về cuối game. It just feels Chỉ like cần early các can bạn, have cứ theo dõi cái game này các bạn, chỉ cần theo dõi là early bên phía Weibo không thua thôi, hoặc là thua ở mức độ tầm 1-2k tiền thôi, là game này kiểu gì họ cũng win à. Và về cuối game bên phía Weibo lại còn có linh hồn dùng nước nữa. Đây là một game đấu mà sọp ăn từ dưới lên, sọp ăn vòng rừng từ dưới lên, vì Hoan Phân cộng với On thua đường, do thua chất tướng con Saiya đánh với con Dinh, chỉ là chất tướng đánh thủ hòa cầm chừng không đánh hổ báo được, thì sọc quyết định ăn từ dưới lên, bởi vì đấy nó ăn từ trên xuống đánh 3-3 đường dưới thua bộ ba bên phía bên kia, và sọc không muốn bị lép vế trước Tạc Giang nên quyết định ăn trái cánh để tránh việc va chạm sớm giữa các rừng. Thì đây là thời điểm vòng rừng thứ hai bên phía Weibo của sọp ăn từ dưới lên ở vòng rừng thứ hai. Vòng rừng thứ hai Tạc Giang ăn từ trên xuống, thì cứ các bạn tưởng tượng vòng rừng đầu ăn từ trên xuống thì vòng rừng thứ hai cũng sẽ là từ trên xuống và khép lại vòng rừng thứ hai, thì Tạc Giang đã khép lại tại con rồng, còn sọp sẽ chưa có sứ giả để ăn. Thì thời điểm này sọp sẽ đi gank và Ale lại thiếu cảnh giác ở tại thời điểm mà sọp sẽ đi gank. Đây là vòng rừng thứ hai khép lại, kiểu gì sọp cũng đang ở cánh trên, Tạc Giang kiểu gì ở cánh dưới, không ai cover cho Ale cả. Ale bị chết mạng này, đờ sàn chính ông đầu và kèo top nó over từ đây luôn, nó over từ đây luôn. And Nó great là một kèo stuff. đấu mà You see both Doomby and Lightning không thể chase hit lại được nữa. Con Sion này nó bật đứt, nó lên, nó bật Q đánh tay là lời đàm. SOFM is already up in the top side. Flash available for Ala. Is he actually going to get away with this one? Getting towards the wall, but the flash from the Shy. And it might be the bar. Nó về nó xách cái nước mắt cái giáp canh ngục ra các bạn. Con Zai chase đàm không lại. Nó bật cái W lên, nó nổ cái W, nó nện cái Q, kể cả là không nện Q tối đa tầm thời gian nhé. Nó vẫn là một pha trao đổi và tôi thấy con Zai mất khoảng chừng 300 máu. Mà con Sion nó chỉ mất cái W thôi, nó chỉ mất giáp W thôi các bạn. Đánh không nổi. Còn đứng giữa đây vẫn là một đường đơn bi đẩy ổn, áp lực đầu game con Corki bên phía nó cũng hèn à, nó con tướng nó hèn lắm anh ấy, nó chả làm gì, con này là nó chỉ farm thôi. Nhưng mà về về late game thì nó là bố. Đây là pha mà chúng ta không được theo dõi full, nếu bạn xem full sẽ biết là pha này thì The Side đã đẩy chiêu cuối để lấy cái máu của Ale, nhưng mà Ale lại ăn được cái hạt hồi phục. Nhưng chính cái tình huống bỏ đi ăn hạt hồi phục cộng với những tình huống trao đổi chiêu thức thua liên tục nên Ale bị thua sẽ rất là nhiều so với The Side. Nhưng mà pha này thì bên phía của Weibo bắt buộc phải bỏ sứ giả vì họ đánh sứ giả không lại con Rennet. Chỉ là con sứ giả này bên phía Liên phải trả giá. Đây là một tình huống Tạc Giang đánh từ vòng rừng từ trên xuống, đứng lại ăn sứ giả, cánh dưới không ai cover cả. Kể cả có kỳ có gói hàng mà con Sion này không có flare, không có bất khả kháng cự đánh không lại anh em ạ. Nên quyết định là bỏ nhá. Yeah, we'll make its way over. Makes it a little bit tricky to contest. Felon G, but they do have bỏ. A numbers advantage. You can see on the map. On how he's ended up in this position. Đây. Tình huống bỏ sứ giả đến từ bên phía Weibo và họ dùng cái gói hàng của Angel để làm gì các bạn? Họ áp lực xuống cánh dưới để tạo ra áp lực giúp cho Hoan Phân ăn giáp trụ. Họ tạo áp lực giúp cho sọp cướp được bãi chim. Và Tặc Răng sau khi thấy mình ăn sứ giả bị mất nhiều quá, thế là Tặc Răng kiếm bùa đỏ của sọp để gỡ lại bùa đỏ, nhưng lại đi qua tầm nhìn của Weibo, đi qua con mắt tại bãi chim. Đây đang ăn bùa đỏ để gỡ lại, tưởng bị cướp bùa đỏ rồi mà pha này sọc căn quay về rất là hay nha. Corki này còn gói hàng nha các bạn nhé, có cái gói hàng này áp lực xuống cánh dưới giúp cho Hoan Phương ăn được giáp trụ đường dưới nhưng không băng trụ được vì Lai cộng với Lip Mao đánh thủ quá hay. Bộ đây là đánh hơi rất thính, mấy cái pha này họ dễ dễ khi chết anh em ạ, và họ quyết định té và không có cơ hội tấn công đường dưới thì lại bắt được ông Tạc Giang cũng đi ăn rừng ở đây, đi qua con mắt này. Và chỉ cần hai cái mạng này thôi các bạn. Một mạng để con Sion win lên top, một mạng để con Corki để nó có được cái trang bị sớm. Là các bạn thấy cái game nó siêu khó rồi. Xó cho Liên Ninh á. Con sứ giả này phải trả bằng hai giáp trụ đường dưới, cộng với một mạng của Tạc Giang. Và mạng đó rơi vào tay của Corki nhá. Mặc dù vẫn bị DCS nhưng Corki như này là ok lắm rồi anh em ạ. Chưa chết là ok rồi. Tôi cứ tưởng như cá sấu với con Diana nó bằng trụ nó giết Corki hoài chắc khóc. Đứng dưới thì Hoan Phương trước đó bị mất tốc biến do một tình huống tham ăn lính. Trong lúc sọc với cả Angel bắt Tạc Giang thì Hoan Phương mất chiêu cuối cộng với tốc biến. Pha này thì mất thêm con rồng nữa.
và mất thêm cả một mạng của Hoan Phương, bởi vì cái hit bóc bóc đến từ Limao nó ảo quá. Đây mất dòng 2 này. Đây cái hit bóc bóc nhìn nó, đây núp ra phía sau trụ vẫn chết. Các bạn thấy không ạ? 12 phút đi đường không mất một lớp giáp trụ nào cả. Ăn được hai lớp trụ đường dưới để bù lại con sứ giả. Chỉ là tình huống này đánh lỗi để mất cái trụ này thôi. Các bạn thử tưởng tượng, các bạn thử tưởng tượng nhá, nếu Hoan Phương mà không chết cú này nhá. Con sứ giả được triệu hồi, nhiều khi bên phía của Li Ning sẽ mất một khoảng thời gian rất rất dài để họ có thể ăn được cái trụ bot này. Hoan Phương có thể giữ trụ được tầm 13-14 phút. Mà pha này thì hơi đen. Mất cái trụ bot luôn. Đây với tình huống giao tranh sứ giả thứ hai của ván đấu này các bạn. Thời điểm này các bạn thấy là bên phía của Weibo bị mất một trụ, đó là trụ một tòa bản đồ cho con Jing. Và họ bị thua đâu đó khoảng chừng 500 tiền. Đây là thời điểm họ ý thức được rằng sức mạnh của họ vẫn có thể giao tranh được. Mặc dù tôi không biết tại sao lúc này thì Angel chưa có gói hàng. Tại sao không lấy gói hàng để giao tranh cú này? Nhưng mà bên phía Weibo nói là kể cả không có gói hàng họ vẫn đánh được. Họ vẫn đánh được các bạn ạ. Cái ngưỡng sức mạnh của họ vẫn cho phép họ giao tranh ở tại thời điểm này. Bởi vì con Saiya này các bạn thấy nó có thể nằm xuống một lần, nó có thể thua một chút xíu về lính, nó có thể thua trang bị thời điểm này. Nhưng vì nó là một con Saiya sát lực, nếu như đây là con Saiya chí mạng, chắc chắn tình huống này sẽ không giao tranh được. Nhưng vì đây là một tình huống mà con Saiya này là Saiya sát lực, ngưỡng sức mạnh nó sớm hơn, nó khỏe sớm hơn so với con Saiya chí mạng. Tất nhiên về lết khi mà full đồ thì nó không bằng Saiya chí mạng rồi, nhưng mà thời điểm này nó vẫn có sát thương và nó vẫn sẽ có đóng góp cho giao tranh, chứ nó không phế tí nào. Mặc dù nó thua lane nhá, Cocky đã có được nỏ, cộng với Lee Sin của Sop, cộng với Dersai cũng đã đủ khỏe để có thể giao tranh 5 năm rồi. Họ có kiệt sức của On để có thể đạn chế những tình huống băng vào đến từ con Diana này. Con Diana này bị kiệt sức khắc chế rất là nhiều. Nó giống như kiểu là con Kennen vậy ạ. Thì Sop lại có một pha đá được Ale về. Pha này thì tôi nghĩ là nếu như mà Ale xử lý tốt thì Ale sẽ không chết. Nếu mà flash về trụ thì chắc là không chết đâu. Nhưng mà vì tham giết Sop, mà con Tam Ken nó cover những cái biến số giữa trận như thế này là bên phía Weibo họ đánh rất là hay và họ đã có những cái biến số mà bên phía của Li Ning đã không ngờ tới được. Và đặc biệt là cái biến số đến từ cái con Saiyan của Dersai này. Sop thì được cứu, Dersai này. Đây là cái mức độ thông thạo tướng thôi các bạn. Đây đơn thuần là tình huống xử lý thao tác tay thôi. Dersai pha này không phải là hook vào tường đâu nhá. Pha này Dersai đánh đến đây là pha này Dersai là nhả cái R ra để nó nổ đam AOE các bạn. Ngắt cái R nó nổ đam AOE này các bạn. Sách phép thiêu đốt sẵn sàng. Tay mắc to luôn. Đây không phải là một cái tình huống xử lý mà bên phía của Weibo họ đã định sẵn cái kịch bản, mà là chỉ đơn giản họ phản ứng lại trước những pha xử lý của đồng đội và họ xử lý kỹ năng cá nhân tay quá to thôi. Nhưng mà vì mất tài nguyên như thế này nên là họ không ăn được sứ giả. Khoan sứ giả thì ra ăn rồng thôi các bạn. Đổi mạng như thế là ok lắm rồi. Chấp nhận mất con sứ giả 2. Nhưng mà con sứ giả 2 bên phía Weibo mất mất con sứ giả đấy thì lại đổi lại được khá là nhiều thứ. Trong đó có những thứ cho con Cocky các bạn à. Đây. Họ phản ứng rất nhanh trước những quyết định đến từ phía Li Ning nhá. Li Ning quyết định ra sứ giả vì biết rằng họ thời điểm này họ có những cái chiêu cuối giao tranh rất là mạnh so với việc là Sop, Dersai, On để không còn chiêu cuối nữa. Thì quyết định đưa ra đến từ Weibo là gì? Thôi, ok, ông ăn sứ giả, tôi xuống ăn rồng và họ để có kiểu Angel. Đây, chính là cái thời điểm này đây. Vẫn đang thua CS, mười mấy 20 CS so với cả đối phương. Camera nhỏ đang cho các bạn thấy là Cocky bây giờ mới cầm gói hàng, hơi trễ. Họ quyết định né giao tranh tại thời điểm này vì đó là quyết định an toàn thôi. Khi mà không còn chiêu cuối nữa, họ ăn được trụ bot, thậm chí ăn tới trụ 2 và giết được cả Ale nữa các bạn. Hai con sứ giả của Li Ning phải trả những giá rất đắt vì bên phía Weibo họ phản ứng quá nhanh. Họ đã có những cái, nó giống như cái thời mà họ bỏ rồng ấy các bạn. Cái thời mà bên phía của Suning mà các bạn hay gọi là bỏ rồng eSports ấy. Họ không bỏ rồng khơi khơi đâu nha. Họ bỏ rồng và họ có những cái tính toán trong việc bỏ rồng rất là hay và họ họ có những cái lời đáp trả. Trước đây khi mà Bin bỏ rồng á, trước đây khi mà phía Suning bỏ rồng là Bin sẽ có được những cái trụ đường trên, Bin sẽ có được lượng tài nguyên. Đây là cái chiến thuật mà bên bị đội viên bên nước ngoài á, họ hay gọi là cái chiến thuật trao đổi tài nguyên và bỏ một con sứ giả đầu tiên ăn được hai lớp trụ đường dưới, bỏ con sứ giả thứ hai ăn được hai trụ đường dưới và mạng của Ale các bạn ơi.
Đội hình có Corki còn chờ gì hơn nữa các bạn? Đổi tài nguyên cỡ nào trả đổi? Trong team có Corki mà cứ dồn tài nguyên cho Corki. Chính cái pha này làm Corki của Angel xanh bất ngờ đấy các bạn. Những pha bắt lẻ như này nó mang lại một lượng tài nguyên quá lớn cho Corki đi. Ăn trụ, ăn lính, free. Và con dây kìa, con dây bị thọt CS. 17 phút farm được 120 mấy CS. Mặc dù vậy thì giữa game nó poke vẫn đau nhưng mà không poke lại bằng Corki thôi. Corki để poke vừa đau mà bắn tay thì cũng thốn. Và chống chịu tuyến trước thì con cá sấu đã chống chịu không bằng con Sion anh em. Đánh lết thì bên phía của Suning, à bên phía của Leaning thua chắc rồi. Ôi, con dây. Solo kill off for the sideline. He's playing tank Sion, but that will not stop him. Luma moves in, gets a hook. He's tanking the tower. I'm not sure he's that afraid though. Pha này được sai chết thì lại gỡ được mạng đường trên anh em à. Pha này được sai chết chả mất cái gì anh em ạ. Ở cái thế lính như thế này bao giờ bên kia mang được cái trụ hai đứng phía dưới Weibo bây giờ. Trong khi đó thì Donby lại chết ở đường trên, mà chết đường trên lại còn mạng cho Corki nữa. Punishing the play, but in the meantime, doing B up on the top side, the other tank taken out. Đổi thế này thì bao nhiêu trả đổi anh em? Những cái pha chơi đây, những cái pha chơi mục tiêu hay là chơi tài nguyên giữa game này. Weibo toàn lời anh em mà. Mà rõ ràng là Lai trong game này Lai xanh nhưng mà Lai, tôi bảo rồi Lai đánh thủ thì ok, đánh carry thì ở mức độ khá, chứ chưa đến mức gọi là xuất sắc theo kiểu là siêu sao. So với mức độ siêu sao như kiểu là Viper thứ thì Lai chưa bằng. Nhưng mà ông ấy đánh thủ thì hơi bị ghê. Một trận đánh thủ mắc ghê luôn. Giữa game cứ lợi thế liên tục thôi anh em ạ. Mà ăn được 4 con rồng nước nữa. Leaning mất hết con rồng, không ăn được con rồng nữa cả. Rồi tới thời điểm con Sion 5.000 máu linh hồn rồng nước bất tử. Đừng bị chết lẻ nữa này. À, giờ có kia đấm cá sấu này. Lắc có te gì nữa. Đây là hậu quả của việc không kiểm soát được sức mạnh có kia. Mặc dù vậy thì Angel vẫn hơi rén trong một vài tình huống. Những cái áp lực đến từ Donby mang lại ở dạng đầu trận là rất tốt để giúp cho bên phía của Leaning là những người chủ động hơn. Nhưng rõ ràng là họ không tạo đủ một cái quả cầu tiết đủ lớn các bạn. Thì hình dung không ạ? Đội hình này bên phía Leaning nếu mà đánh đúng họ phải win cái lane bot, họ phải snowball cực mạnh từ cái lane bot. Nhưng mà bên phía của Weibo họ đánh quá chắc. Cánh trên thì giờ sai quá trâu, đường giữa thì Angel đánh chắc rồi, đường dưới Hoan Phân phạm sai lầm nó không đủ lớn để bên phía của Leaning có một quả cầu tiết họ lăn nó đi. Và họ không lăn cầu tuyết được thì đồng nghĩa việc là họ phải đánh lết với một đội hình quá mạnh đến từ Weibo. Còn đây là pha mà không có Corki nha các bạn. Thì các shop chắc là cũng đoán được rằng bên phía bên kia không đủ người, là thiếu Lai với là thiếu Ale. Chứ pha này có Corki thì mọi chuyện nó còn chóng vánh hơn nữa. Chết cá sấu. Tank không nổi anh em à. Phải làm sao mà tặc răng chiêu cuối hai đứa. Pha này Donby chết nhưng có dịch chuyển và bên phía Weibo đã xử lý lỗi pha này. Tôi nghĩ nếu mà Hoan Phương đứng lại ăn chung với cả team thì có thể cái tốc độ ăn nó sẽ nhanh hơn một chút, bởi vì một mình con Corki ăn không nhanh bằng so với hai xạ thủ cùng ăn. Và cái thứ hai là họ không kiểm soát được cái trừng phạt đến từ tặc răng. Tặc răng vẫn còn sống và vẫn giữ được áp lực trừng phạt 50-50. Nó, mặc dù vậy thì nó chỉ làm game này lâu hơn một chút thôi, chứ còn xét về tính chất đội hình thì càng đánh đẩy lết thì bên phía Weibo càng dễ đánh. Có pha giao tranh đường giữa thì nó hơi fail, nhưng mà will buy them a kill onto the enemy support. Rocket through though, on is down. Weibo need to be cautious. Đây họ bị lỡ cỡ cái đam quá, họ bị lỡ cỡ tầm 1.800 đam này anh em này. Nếu mà pha này Hoan Phương ăn từ đầu thì chắc là có thể ăn nhanh hơn một chút và ăn được. Và Sop thì chưa có R nữa. Sop pha này còn chết chay nữa cơ. Còn R, còn flat nữa, không flat rồi. LNG maybe with a miracle play now. Is SFM stuck in the back of the pit? Doesn't have anyone to jump to and will fall to do and be. Pha này nó làm game nó lâu hơn một chút. Còn đâu thì nó vẫn LNG are back on top. Nó vẫn là một game rất là khó cho phía Leaning vì họ chất tướng thua. Trừ cái pha tặc răng gom 4 người ra thì đó là một cái biến số rất là lớn. Đó là cái pha make play quá hay của tặc răng, thì các cái pha giao tranh khác nó đều quá khó cho bên phía của quá khó cho bên phía Leaning đi. Pha này thì Angel tôi nghĩ là đã xử lý gói hàng hơi hơi an toàn quá. Tức là sợ sập trừng phạt 50-50 thua tặc răng hay gì ạ.
nên là ông ấy dùng gói hàng để ông khép góc và ăn rồng. Thực ra thì khép góc ăn rồng xong cũng được, xong là rút lui cũng được, hoặc là đánh thì đánh. Nhưng mà nếu như dùng cái gói hàng này để PK các bạn thì không có cách nào PK thua lúc này cả, bởi vì con Diana này nó thứ nó sợ kiệt sức, cái thứ hai nó sợ con Tam Ken nuốt chủ lực, cái thứ ba là nếu nó vào con Corki này gói hàng ra thì nó cũng bất lực à. Nhưng mà pha này thì Angel quyết định là thôi ăn rồng trước, And in with the package, mất Angel hơi nhiều just máu một trying to chút buy space for Tarzan on the Drake và sau đó thì không dám bắn raid, nữa, trying to burn it down. không dám bắn nữa anh em à. Pha này nếu mà về thì về chung với nhau thì không vấn đề gì cả, không ai nằm lại cả. Mà pha này đứa sai đứng lại có vẻ như hơi thiếu giao tiếp, hơi 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 bất đồng quan điểm một chút. Một bên thì muốn rút lui khi mà đã có được chiến lợi phẩm là con rồng, một bên thì đứa sai muốn đánh. Thì nếu như pha này đứa sai tanh như thế này mà bên vì cái góc tanh của đứa sai nó không có che được mấy con nó không có che được mấy con mở bên kia anh em ạ. À. Ông ấy đứng tanh ở đây thì bên phía bên Weibo có một lựa chọn khác là bắn vào con cá sấu rồi này. Nhưng mà Hoan Phong với Angel thì lại không dám bắn, sọp đứng đây che rồi mà Hoan Phong với Angel đứng núp núp không à. Không dám bắn anh em ạ. À. Hai con chủ lực đứng kế bên nhau, bên kia vào là chỉ có chết thôi anh em ạ. Mấy con cá sấu hay là con dây rùng nó sao dám vào, con Nautilus vào là chắc chắc. Mấy con như cá sấu này, Nautilus này, kể cả con Diana này luôn vào nhiều khi phải flash ra, vào MR xong flash ra liền. Đứng lại tầm 2 giây là hai con này nó bắn cho chết chắc à. Chỉ là pha này thì góc giao tranh thì on thì chạy trước, sọp thì hộ thể sang đây, không ai che cho hai chủ lực ở đây cả. Chỉ cần một cái chiêu cuối Tam Kha đứng ở đây với cái sức này thôi là họ có thể giao tranh ok luôn á. Thì pha này giao tranh không được mắc ping nhưng mà được cái ăn con rồng anh em ạ, stack 4 rồng lại ok luôn, được quyền troll nhưng mà đừng thua là được, đừng troll một cách khủng khiếp là được. Còn nếu đánh đúng đội hình này thì dễ chơi, căn bản đội hình bên phía Leaning Weibo dễ chơi hơn Leaning, chất tướng về lết họ khỏe hơn. Và con Baron đó bên phía của Leaning không tận dụng một cách tối ưu được, họ chưa áp lực được vào trụ bậc thềm bên phía của Weibo. Và bạn thấy cái pha này nó là cái pha gọi là rõ ràng nhất cho cái việc gọi là con Diana nó sợ kiệt sức, nó sợ con Tam Ken như thế nào đó, đâu làm gì được chủ lực đâu. Chờ được sai, pha này đâm hơi sâu thôi, pha này được sai đâm hơi sâu anh em ạ. Đợt sai có định mở giao tranh bởi vì team cũng không ai mở cả. Nếu mà team muốn mở thì phải phụ thuộc vào nhiều vào sọp á. Đâm vào hơi sâu không bắt được AD bên phía bên kia. Bị cái phong linh outplay thì gắt quá. Nhưng mà AD làm quả tự hủy vãi. Này các bạn nhìn này, có kỳ đâu ai chạm được người đó đâu. Đâu ai chạm được người có kỳ đâu các bạn. Các bạn nhìn cá sấu nhá, sọp nó đá về một phát thôi, hai chủ lực nó đam một phát thôi anh em ạ. Nửa đốt nhà. Nó giống như cái trận Dinh Victor các bạn. Dinh Victor là hai con chủ lực về Red mà chống chịu bên kia sẽ cực kỳ rén. Chỉ khi có đồng hồ thôi. Không vào được là rất là khó ra. Pha này thằng Giang làm quả thế giới quá. Thằng Giang vẫn đánh được ra mấy cú như này anh em à. Cái nó kiệt sức rồi đấy nha. Nó có khác gì là Tặc Giang cộng với Dolby 2 vs 4 không các bạn? Dersai đã khép bên này thì Dersai đã đẩy thẳng vào và chết Ale ngay tức, sọp đá chết Ale ngay tức rồi. Hộ thể nỗ long cước chết Ale luôn rồi. Nhưng mà Dolby TP xuống. Tặc Giang flash qua 2 vs 4 anh em ạ. 2 vs 4 anh em ơi. As well. There's one, but now oh, a four-man ulti coming out from Tarzan, but he's exhausted. Doesn't finish the kills, and they're still going strong. It's going to be in the middle of everyone. One Fong falls though. Angel con Dinh này nó không vào đa được mấy đâu. May là pha này chưa thua. But Angel surely will fall. A kill coming through for Light at the end of it. And may là chưa thua nhá. Nhưng mà để ý ông Tặc Giang một chút nha. Những pha tranh sau bên phía Weibo họ kiểm soát ông Tặc Giang rất là tốt. Tức là chỉ một tình huống Tạc Giang không bị lộ vị trí và Tạc Giang chơi được một quả như vậy thôi là Weibo họ tự nhận ra vấn đề liền à. May là chưa thua. Phát này Tạc Giang muốn đổi với phát này Sọp muốn đổi với Tạc Giang bởi vì Tạc Giang là cái áp lực quá lớn cho Hoan Phân cộng cho Hoan Phân cộng với Angel đi thì Sọp đổi một như này là lời nhá anh em nhé. Một con tướng như Lee Sin mà đổi được với con Diana trong một pha giao tranh 4-4 á thì phần còn lại 4-4 là quá lời rồi. Chờ đợt sai tanh thì Angel bắn hơi rén tay thôi. Khoa thấy không ạ? Con Nautilus nó nhảy vào một phát là nó bay màu, nó chết chay à.
Còn Nautilus các bạn nhìn một lượng máu không ít đâu nhá. Bay màu. Chỉ là on pha này nhưng nó không hồi E kịp hay sao? Nó không kích E lên nó chết rồi. Một quyết định ăn Baron sau đó của bên phía Leaning là một quyết định rất khó hiểu. Để có thể đánh được với đội hình hai xạ thủ bên phía của Weibo thì bên phía Leaning bắt buộc phải có công cụ mở, và Nautilus là công cụ mở hiệu quả nhất của họ với cái chiêu cuối thì chết mất rồi. Kể cả là không có con không khó con Tamken này thì con Saiya nó vẫn còn cái R, con Corki nó còn cái thảm lửa Valkyrie. Mà bên phía Leaning vẫn dám ăn Baron. Mà Tạc Giang lại dùng chiêu cuối để bắt sọp. Tạc Giang lại dùng chiêu cuối để bắt một con Lee Sin còn flat anh em ạ. Tôi không biết là họ không có thông tin sọp còn flat hay như thế nào, nhưng mà đây là các bạn nhìn công cụ mở bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào Tạc Giang với cái R đấy thôi. Mà họ lại dùng nó lên một con Lee Sin còn flat. Sọp đổi flat lấy cái chiêu cuối của con Diana này quá lời. Rồi sao đánh nhau nữa các bạn? Rồi sao chạm vào xạ thủ nữa? Rồi giờ mấy con như con Saiya còn R, con Corki đứng từ xa nó bắn R, nó còn W sao bắt được nó nữa. Uầy. Chịu đấy. Giữ cái R lại nhiều khi Hoàn Phong chết rồi. Mà nó sao, mà... Cái, nếu mà con Diana còn R chắc là Hoàn Phong nó không dám đứng như vậy. Một quyết định rất là mạo hiểm đến từ phía Leaning. Cảm giác của tôi kiểu như họ vội quá. Kể thôi đến lúc này rồi không ăn thì đánh tầm 5 phút nữa chắc thua mẹ luôn. Ông Ale ông úp được 2 AD anh em ạ. Ông Ale ông úp được 2 AD. Pha này là Ale úp được một quả cầu sấm chết Hoan Phân ở đây. Đây. Hoan Phân đang lang thang, team đang đánh nhau thì Hoan Phân lang thang đây ăn quả cầu sấm chết. Ăn quả cầu sấm chết queo luôn. Không sao. Team 2 xạ thủ mà. Chết con Saiya còn có Corki này, con cái DPS mà. Chết thêm Corki nữa. Now onto the Baron again. Allah has to make the hero play. Up goes onto Angel, misses the shock blast, but it doesn't matter. Xong ba thằng chui vào ăn Baron nhìn buồn cười thật sự. Cá chê với con Saiyan, với con Lee Sin và ăn Baron nhìn vật vã. Nhìn ba con này ăn Baron nhìn buồn cười quá anh em. Ăn cũng. Oh my. It's slow, but Tarzan was so far away from even spawn. Có hai cái smile của Sọp với một cái smile của The Side ăn cũng được. Còn đây. Angel về lấy cái gói hàng. Về lấy cái gói hàng em ơi. Mà bạn nhìn The Side đi. But LNG not going to pull the trigger. 5000 máu. No, the Corki wasn't there, but they don't pull the trigger on the fight. Package now available for Angel and it looks like phải đổi được cái giáp thiên thần với con Zing của Lai lấy cả flat nữa. Chiến thật sự. SOFM alongside him trying to find the enemy AD carry kick goes through. Sonic Wave connects, but it's not onto him. Ala is buying space though. Trời ơi, cá sấu thú tượng thành giáp đơn bị tanh hết cỡ rồi các bạn. Tanh như thế rồi á. Mà đánh teamfight xong sai đâu mất máu. Không mất máu anh em ạ. Mà Tamken khó chịu thật chứ. Có vợ Corki ghê lắm. Corki vẫn sống rồi. Hai con AD đã đam vào sao đơn bị chịu nổi. Phải này sọp tính giết la nhiều giết không nổi. Mấy con Lee Sin này nó tanh không nổi đâu anh em ạ. Mấy con Shinra về lết thì nó tanh được. Có mấy con dường như con Shinra tanh được. Còn Lee Sin này về lết nó tanh cũng yếu. Mà con Zing bên kia không lên vô cực. Ăn được con rồng 4 thấy Saiyan bất tử rồi. Ăn con rồng này ngon rồi. Anh rồi đam to ăn rồng nhanh. Bên kia giao không kịp. Rồi sao các bạn thích giao tranh không? Các bạn thích giao tranh không? Các bạn thích giao tranh không? Một con Tamken, một con Saiyan là quá đủ ở tiến trước rồi các bạn. Bất lời nhá. Chết một AD còn một AD khác anh em ạ. What a play from Allah, the guy that had to make it happen, but On answers it with a great knock. Quan trọng là cái linh hồn rồng. Weibo somehow go two for one. We are big, even though two of their teammates win. Cả bữa linh hồn rồng này ăn Baron dễ rồi. Hoàn Phong mất máu hơi nhiều pha này một chút. Nhưng cầm cái linh hồn rồng ăn Baron xong giao tranh dễ hẳn. Con Baron này họ dùng để họ đẩy vào đường giữa, sau đó thì họ chiếm được cái tầm nhìn khá là tốt ở tại bùa đỏ và mở ra một pha giao tranh ở tại rồng ngàn tuổi khá là easy á, bởi vì Lai chết sốc nhanh quá.
trying to contest. Tarzan's nowhere near though. And SFM just jumps into the pit. They'll smite this one. Bạn nhìn có Saiyan kìa, không ngoài. Time for his team. Devoured by Orn. Baron is taken at no cost to Weibo whatsoever. Nhìn có khi cầm gói hàng thời điểm này đâu dám vào đâu. So hard to contest. Đây chính là con Baron mà bên phía của Li Ning đã bị mất và họ mất hết tầm nhìn quanh khúc bùa đỏ anh em ạ. Và Cocky của Angel các bạn để ý nhé. Cocky Angel về late đã đổi sang máy quét rồi. Và cái máy quét này giúp cho Angel có một pha bắt chết được Lai rất là hay. Và thực ra thời điểm đó thì này đó sập đâm sâu quá. Sập đâm sâu với sập. Chưa kịp làm gì nhiều và đã chết rồi nhưng mà có Saiyan các bạn nhìn có Saiyan đi. Trời ơi Saiyan 1 cân 4 kìa. Cá sấu cân không nổi bấm đúng không? Té. 5.200 máu. Jumps away from the knock-up. The Shy is full HP. He's completely invincible. Hai con này skill rác vãi. Đó, họ bắt đầu quét mắt kìa các bạn. Tam kèm quét mắt trước này. Còn Cocky quét mắt sau này. Đây, Cocky quét mắt sau này các bạn. Nguyên cái khu này là khu mất hết tầm nhìn rồi. Một xạ thủ thì ăn Baron, một xạ thủ thì cầm máy quét đứng ở đây dình sẵn. May cái tên lửa này nó trượt đấy nhá. Không bị lộ vị trí luôn. Bạn nhìn này. Ui. Kể cả tôi nói thật với các bạn. Kể cả pha này mà không ăn được dòng ngàn tuổi nó phải chết đi chăng nữa thì con nó đứt qua thì cũng chết. Nó đứt qua thì cũng chết được các bạn. Không cần dòng ngàn tuổi pha này luôn. Rồi ra sao so sánh nữa. Lai kiểu. Đánh cái pha này là win rồi anh em. Mà các bạn thấy về lết đánh dễ mà. Về lết bên Weibo toàn con scale rác vãi. Họ xử lý giao tranh về lết cũng không gặp nhiều vấn đề lắm. Chỉ là tình huống bị tặc răng làm một quả bãi chìm nó hơi thế giới thôi. Sang game 2 thì bên phía của Li Ning họ quyết định chọn bên phía đội 2 để họ counter pick được sai. Họ counter pick được sai với con Fiora này. Ở game này lại họ lại đánh xuống cánh dưới. Và bên phía Weibo giữa trận thì họ xử lý lỗi khá nhiều. Đầu trận xử lý lỗi khá nhiều thì đúng hơn. Đến giữa trận thì thấy trận nó bị một chiều quá do bên phía của Li Ning họ snowball khá khỏe. Ban Kermil Catlin cộng với Lee Sin để áp lực mà bên phía của Li Ning tôi không biết là họ có biết là Hoan Phương không đánh được con Zeri này không nhưng mà họ nhả. Và Zeri thì tôi cũng không biết là do Hoan Phương đánh chưa đủ chất tướng hay là do con Zeri nó yếu thật, nó không đủ khả năng carry các bạn. Và con Samira game này thì nó lại lượm nhiều mạng quá. Nó lượm nhiều mạng quá. Và Donby các bạn thấy không ạ? Khi mà trong team có nhiều carry như vậy, Donby luôn luôn phải đánh những chất tướng như kiểu Tân, Galio, những con mà hỗ trợ đồng đội nhiều hơn là việc đè lane và xử lý kỹ năng tay to các kiểu. Và hoàn toàn bỏ qua TF nha các bạn. Hoàn toàn bỏ qua TF. Không bên nào mà đánh TF cả. Riêng ngày hôm nay luôn. Power Pick Zeri game này khá xanh nhưng mà không carry được bằng con Samira. Kèo top thì counter pick và Ale đánh ra kèo này chất tướng khá ngon. Và Weibo thứ nhất xử lý lỗi pha này. Pha này là pha mà Zeri chưa vào kịp để đánh 3-3 và sọp trừng phạt con cóc bị lỗi. Không được hồi máu. Con cóc nó hồi máu nhiều lắm anh em ạ. Mặc dù vậy thì con Samira nó không win lane được. Con Samira là con đi đường tầm trung thôi. Kể cả nó ăn một mạng như này nó không win được cái lane bot đâu nhờ. Nó không win được con Zeri đâu à. Nhưng mà khi nó ăn tầm 3 đến 4 mạng thì nó lại khác à. Thứ hai là pha sứ giả bên phía Weibo xử lý chưa thực sự mắc ping. Đội hình có con Viego này nó sẽ khỏe khi mà team có khả năng dồn sát thương tốt. Mà con Zeri thì nó lại không dồn sát thương ngon lắm. Rai đổi thiêu đốt, con Leona có thiêu đốt nhưng mà bớt đam không chết được con Nautilus anh em ạ. Nếu mà chết con Nautilus ngay lập tức để con Viego nó nhặt xác thì có thể gọi là tiếp tục chơi được. Và pha này thì nó sai mất chiêu cuối cùng với Ale rồi. Hai ông coi như bỏ. Họ không bớt chết được con Nautilus anh em ạ. Con Nautilus này có lớp giáp đến từ con Galio R. Con Galio nó R xuống nó tạo một lớp giáp khi phép nhỏ nhỏ và nó khiến bên phía Weibo không đủ đam. Đó, con Nautilus này nó không chết nên là sọ không nhặt được xác, chết luôn. Phần này nhặt được xác con Nautilus thì nhiều khi dậy lật kèo đấy anh em ạ.
the fight, great ult by Doom B to protect the AD carry. Mà Samira lại ăn mạng rồi. Nhà này có sứ giả xong gãy. Just walks in, grabs the herald for himself, but he sacrificed his life for this. Both solo laners will fall. Light is huge. Hai fan đã thấy bên phía Weibo hơi khó chơi rồi. Kills and two assists for the Samira. Bởi vì keo đầy lẻ là đứa sai thua chằn chặt rồi anh em. Keo đầy lẻ là đứa sai sau một cái pha mà đứa sai cầm con sứ giả xuống dưới á. Đầu nha đây. Phải đứa sai cầm sứ giả xuống dưới để lấy trụ cho An Phương. Con Fioran ăn full trụ top luôn anh em ạ, 5 lớp giáp trụ luôn. Bách về đường trên là cái kèo này con Fioran nó đánh từ nhà trường là chết luôn rồi. Kèo này đánh để lẻ không lại. Chỉ đánh team fight thôi. Mà team fight có Samira mới kế khỏe quá. Bà mẹ Samira ăn nhiều mạng quá anh em ạ. Mà dù vậy các bạn thấy không ạ? Lai là một thanh niên đi đường không đủ mạnh, không khỏe. Và chất tướng Lai pick game này các bạn thấy không? Con Samira ăn 3 xác nhưng mà không chạm được vào trụ bên phía Weibo, không ăn được một lớp giáp trụ nào cả. Nhưng mà phía Weibo thì đã đâm sâu vào mấy pha team fight quá. Đây, đờ sai xuống, thả sứ giả ăn được trụ bot. Bộ đôi đờ sai với Hoan Phân đang tình thương mấn thương, đang ăn trụ bot thì ba ông này đi tấu hài. Con Phil ra đường trên nó khỏe lắm rồi đấy các bạn. Còn TP nhưng mà đờ sai quyết định không TP về nha. Ở dưới bot tới chết nha. Dồn tài nguyên cho Hoan Phân tới chết nha. Cặp này rất thân. Ba ông này đi tấu hài, một ông thì bắt ở đây. Ông này flash ra giữ con Hecarim vì sợ con Hecarim xuống thì Angel chết. Mà tôi nghĩ pha này chắc là hơi khó chết đấy. Kích kích EW sau đó thì cầm heal chạy về đây là sống rồi. Don't get the dragon ult, Angel. Gonna get chunked out here. On flash qua xong rồi sọp. Bộ này đang ăn trụ mà. Thái dương Asa xong té. Hiểu lắm gì. Tuy nhiên đánh 3-3 tấu hài xong chết rồi. Sọp thì đang ăn blue anh em ạ. Sọp thì đang miệt mà ăn blue. On thì phải flash qua cover Angel. Oh my, con Samira đi qua tầm nhìn đây rồi mà ta. Giật về thì chết con Leona. Xong cái top nó còn cái gì nữa đâu các bạn. Cái top này còn cái gì nữa đâu ạ. Ăn được cái trụ boss xong lại còn PK thua nữa. Đây, ăn được cái trụ boss xong lại còn PK 33, Samira nó hoảng cũng lên xạ. Oh my. But Light gets the ulti. That's what we call style. As he grabs yet another kill for his team. But the rồi đó, đỡ sai đi, cú này là coi như AFK tầm phút chờ trên top rồi đó. Cú Fioran 5 lớp giáp trụ các bạn ơi. Nó cầm tàn pháo hủy diệt ăn 5 lớp giáp trụ anh em ạ. Thua chất tướng, thua đồ này, không đánh nổi. Cánh này lại là lủng rồi đó. Chờ là chờ con Zeri nó carry thôi. Mà Zeri Hoan Phân thì vào giao tranh bắn rồi. Tôi không biết là do Hoan Phân đánh chưa ra chất tướng hay là do con Zeri thực ra cái khả năng carry của nó chỉ đến đấy thôi. Pha này thì cũng đổi được vài mạng ngon ngon. Nhìn chung là tiền thì không thua nhiều lắm. Cái game này là một game mà mặc dù xử lý thua mạng nhưng mà tiền thì... tiền thì không bị tranh một cách gọi là khủng khiếp. Nhưng mà về thế trận thì đánh... khó lắm. Đội hình nó đánh khó lắm. Đẩy lẻ là thua rồi, team fight thì Samira khỏe. I actually thought right cuz Doing B stopped Angel from following up on Light and I was like thứ nhất là xử lý đầu game lỗi này, thứ hai là sứ giả lỗi này, thứ ba là đột sai cánh đầy lẻ, game này bị counter pick nặng quá. Và đó lý do vì sao game 3 họ chuyển sang đội 2. Game 3 chuyển sang đội 2 ngay lập tức các bạn ạ. Còn đây có Zeri game này xanh thì xanh nhưng mà đi down không được, không đi được một tí down nào. Các bạn để ý nhá. Bắn vào lính không à? Lính che hết down mất rồi. Eventually happened. This Ryze ain't gonna slow down. Light slowed with the solar flare. And now another fight in the mid lane as Lumao goes in, knock onto On, but knocked away by Tarzan. On will go down. First casualty off the fray as the knockup doesn't land onto Allah. And LNG essentially just get a pick. Yeah, I mean, I think it was just pick cái đội hình tù quá. Sang team 2 ban con Zeri là xong chuyện rồi. Nhưng mà Hoan Phương phải tập đánh Zeri đi nhá, bởi vì nó là con mà đang ảnh hưởng ban pick rất là nhiều đó. Để mà các đội sau này khi mà họ đánh với Weibo họ phải ban con Zeri á. Chứ không là bên phía đội 1 phải ban Zeri là mất một lượt ban khá là uổng. Cái bể tướng này ảnh hưởng trực tiếp đến cái ban pick rất là nhiều anh em ạ. Ale. Trên mạng này mà còn nhìn cái Fiora đấy các bạn. 19 phút về nó vẫn 2 đồ. Allo way overstepping. Yeah, I don't really know. Like he was like, okay, you put some tiền không thua nhiều nhá. Thu tầm nghìn tiền đấy các bạn. And die. That'll show you. That'll really
proved you, and now with that pressure not on the side lane, the Shy can cool. Oh, pha này chết nhanh quá. Fong's caught and look at the comp. Này bạn nhìn 19 phút con Fiora vẫn hai đồ lớn này. Con Sai này vừa thua chất tướng vừa thua đồ này đánh không nổi. Và con Fiora thì nó vẫn vẫn khỏe trong game chứ nó không bị out game đâu nha. Con Samira này thì quái thú rồi. The play trying to get closer to finish these kills off. There's one onto the chết Zarya hết đam à. Và bên phía Weibo họ họ không có mấy pha giao tranh mà tạo đột biến cao được với cái đội hình này. Nếu đội hình này mà có mấy kiểu con Jinx của Han Feng này hay là con Lee Sin của Sop này, mấy con mà tạo đột biến cao cao một chút á, thì giao tranh lâu lâu biết đâu có một pha giao tranh bước ngoặt bên kia đánh sai sau đó thì mới lật được. Còn leading game này thì họ leading game này chẳng qua là họ phản ứng quá hay với các quyết định đến từ phía Weibo thôi. Chứ thực ra đi đường thì một cái kèo catapic nữa, họ có một kèo catapic tốt và họ xử lý các biến số đầu trận hay quá. Tức là Weibo họ cũng đã cố gắng đánh tạo đột biến đầu trận nhưng mà leading họ phản ứng rất nhanh và họ phản ứng rất chuẩn trong những quyết định của mình. Hwanfong trying to do damage from the back line, but it's LNG, it's all LNG right now, on already falls. Họ đánh được mấy pha giao tranh quan trọng đầu trận hơn nên là họ nuôi con Samira này fail quá. And LNG just grouping up and bodying them with their wallets. Thua đồ đánh không nổi. In the last fight, how much damage you can do if he's on very hard to check in the wave, just make and light low it. There's some priority there. On happy to walk forwards here. Bạn nhìn Samira kìa. Not tanky enough. And light low HP already in this fight. Now with the Galio ulti, it's gonna be Hwanfong knocked up, and that's surely gonna be it. Zary cái hết đam à? Are just destroying Weibo today. Game number two, nothing like the first. Không có một cái khoảnh khắc nào mà tôi thấy bên phía Weibo Gaming lật lại cái game này. Bởi vì họ sở hữu những chất tướng không pulled back into the fray and cut down by không dễ để tạo biến số anh em ạ. 1 and 3 on his signature Fiora, and the Shy can do nothing. That'll be soul, and you know that might just be game. Kiểu như bên phía của Lining phải đánh thiếu tập trung lắm á, xong rồi Weibo kiểu dùng vòng xoáy không gian rất Baron chẳng hạn. Mấy pha đấy thì nó không được diễn ra. Bắt được Ale, pha này mất Baron luôn mà. Fiora này khỏe quá. Mất linh hồn rồng nữa anh em ơi. Thua đồ, thua Baron, thua linh hồn rồng. Và giao tranh không lại. Giao tranh mấy cú này nhìn nó rất là một chiều luôn anh em ơi. Đây là 4 đánh 5 nha bạn, Fiora mãi sau nó mới TP nha. Mà Fiora đúng là TP xuống vét thôi á. Trời ơi, giao tranh nha. Sang game 3 là bên phía Leaning phải chuyển bên phía Weibo phải chuyển sang phía team 2 liền à. Họ chuyển sang phía team 2 phải cấm Zeri vì họ không đánh được Zeri mà họ cũng không pick được nó. Bên phía Leaning họ áp lực pick Zeri liền luôn đó. Họ ban thêm Caitlyn và Kermil nữa. Ban Kermil này là một lượt ban kiểu như gián tiếp ban con TF rồi. Và bên phía bên này thì họ ban Koki và họ ban Saya nha. Họ pick Jinx. Họ pick Jinx và họ sợ bên kia lại đánh con Saya cộng với con Tahm tiếp. Nhưng mà tôi tưởng là bên phía Weibo họ phải lấy con Tam Ken này, bởi vì con Tam Ken Jinx đi mạnh lắm. Cặp này đi đường cực kỳ mạnh, đẩy đường khỏe cấp độ đầu, con Tam Ken có cái W các bạn ơi. W của Tam Ken thì nó lại kiểu khó né. Nó là một dạng hất tung giống như kiểu cái dặn nứt của con nó là kiểu dặn nứt của con cho gát đấy các bạn. Không dễ né tí nào nhá. Và bộ đồ đường dưới bên phía bên kia thì lại là Aphelios các thứ mấy chất tướng kém cơ động. Naphay này rất là kém cơ động, đầu trận Tam Ken đứt chúng cái thấy thua lane này. Còn đứt chúng nó quy một phát con Jinx bắn tầm 2 phát các bạn thấy cả cảm giác là không có cách nào để chơi đam lại cặp Jinx Tam Ken đâu các bạn. Cặp này dâm lắm. Và bên phía của Weibo thì họ quyết định lấy Lee Sin để tranh chấp với cả Tạc Giang. Họ lấy Aphelios và họ thấy lấy thêm cả con Orianna này nữa. Chỉ có một lượt ban mà tôi không thực sự đồng ý với phía của Leaning là họ ban con Zay. Tôi không biết là tại sao họ lại sợ con Zay ở đằng xa đến như vậy. Trong khi rõ ràng là game 1 họ đã ban con Thread cộng với con Rakan ở ngay phase 1. Họ đã ban con Thread cộng với con Rakan ở ngay phase 1. Mà tại sao game này họ lại không ban nó ở tại phase 2? Đến phase 2 đối phương không pick mà cũng không ban cơ. Mà trong khi đối phương lại có Orianna lại không ban con Rakan để đi. Tức hiểu với Phil Lining tại sao lại sợ con Zay đến như vậy.
Nếu như thay vì ban con Zay thì họ ban con Rakan ở đây là bên phía của Weibo đã mất một lượt mở đến từ On. Hoặc là họ chấp nhận nhả con Rakan để họ đi đường thắng. Kiểu như họ tính toán là, ồ thôi kệ, nó đánh AFE Rakan cặp này yếu. Nhưng mà kể cả đi đường nó yếu nhưng mà cái biến số của nó trong giao tranh nó rất là cao các bạn nhé. Cặp này đi cặp với nhau mà đánh giao tranh đánh hay các bạn. Nó có thể xử lý, đấy chính cặp này 10.000 tiền của EDG chứ đâu nữa. Và game này thì Li Ning họ đã có được những cái tính toán đầu trận cũng khá ổn với cái layup họ pick được. Con Kennen thì đánh nó đánh thủ đường trên thôi. Và Ale đầu trận thì đi đường ok nhưng mà giữa trận thì Ale bị thua đờ sai nặng quá. Kiểu này đờ sai pick pick sau. Đây là lý do vì sao họ chọn bên phía team 2, một phần cũng là lý do để họ pick counter pick cho đờ sai khu đường trên. Và khi mà đờ sai đã ở phía team 2 đã counter pick rồi thì Li Ning cảm giác của tôi là họ sẽ đặt điều kiện thắng xuống xuống cánh dưới. Tức là khi mà đã biết bên rồi á thì họ sẽ nhầm luôn trong đầu là ok, khi mà phía Weibo chọn bên phía team 2 đúng không? Chúng tôi bên phía team 1 chúng tôi sẽ không đánh cho Ale nữa vì Ale bị counter pick, chúng tôi sẽ không đánh cho Ale. Chúng tôi sẽ đánh cho Lai. Lai sẽ thắng đường, chúng tôi sẽ snowball từ khu đường dưới giống như game 1. Nhưng mà cái biến số tình huống băng trụ đầu trận nó quá to đi. Mặc dù họ đã đánh rất hay rồi các bạn. Con Volibear này pick vào là hoàn toàn có những cái ý đồ. Họ đã ganh chết được Orianna đầu trận. Họ đã ép Orianna TP và sau đó thì họ dùng con Volibear để thực hiện những tình huống snowball bằng cách băng trụ liên tục. Và nó là con tay đôi đầu trận cũng mạnh để đáp lại là con DC phía bên kia. Nhưng con Volibear này nó tạo điều nó là một con đánh theo kiểu là đánh chắc, đánh củ chắc các bạn. Đánh củ chắc và ít tạo biến số nhưng mà nó chắc chắn. Có những con mà tôi hay nói là nó tạo biến số rất mạnh, chẳng hạn như là con Akali. Có thể có những game nó phế và nó phế vãi nổi vì nó có sát thủ mà. Nó phế tới mức mà nó chỉ còn có 4 5 điểm thôi. Nhưng mà game nào con Akali đánh nó bay các bạn, mà đầu game nó lỡ nó ăn được một mạng hai mạng sau một vài biến số bất ngờ nào đấy. Nó có thể đánh ra một con Akali 12 điểm, 11 điểm bình thường. Đó. Những con như Lina Tặc Răng hôm game 1 đánh á thì nó là những con mà có khả năng đánh lên 11 điểm. Con Volibear này thì nó lại khác. Con Volibear này đánh hay cỡ nào thì chắc nó chỉ tầm 8 điểm thôi, 9 điểm thôi. Thì không được, tầm 8 điểm thôi. Nhưng mà nó sẽ đánh chắc theo kiểu là ở đầu cái trận nó sẽ rất áp lực. Nó là một con đánh early rất là áp lực. Nhưng mà nếu mà đồng đội nó lỡ mà thọt ấy, nó đần lắm. Nó mà đã thọt rồi, team mà đã không có lợi thế mà team đã thọt rồi, con Volibear này nó rất đù và nó không tạo được biến số gì cả, nó không nó giống như kiểu game 20 phía Weibo vậy. Nó không có tạo nổi biến số để lật cái game khi mà nó lâm vào thế khó. Và game này thì và bên phía của Li Ning đã hy sinh Tạc Giang như vậy. Họ hy sinh Tạc Giang một vị tướng có khả năng đánh củ chắc cho ban đầu vì họ chắc chắn là họ có những cái tính toán. Đây là đội hình chắc là họ đấu tập nhiều, họ tính toán được hết rồi. Họ tính toán những cái pha di chuyển đầu trận rất là hay. Họ đã có những lợi thế rồi, chỉ trừ tình huống băng trụ. Họ một là thao tác tay không được mắc ping, hai là họ không tính được cái biến số mà sọp tạo ra với con Lee Sin này nó quá lớn. Và chính cái pha băng trụ đấy nó đẩy bên phía của Li Ning đi một sải dài quá. Đây các bạn nhìn nhá, vòng rừng ăn ba bãi trên, biết là Angel cắm mắt tại bãi chim đúng không? Tôi đi đường trên bãi chim nhà bạn, tôi ganh bạn. Thời điểm này sọp đang ăn từ trên xuống, đâu có mặt ở bãi chim đâu, đâu có tầm nhìn gì đâu. Vào tầm của con Volibear quy flash thì con Ori chết thế thôi. Đôi pin lấy cái flash trước, Tặc Răng flash làm choáng vào, ngục cổ ngữ vào chết chắc. Chết ở những wave như vậy, Orianna này 10 con thì đến 11 con nó sẽ phải TP lại để đón cái wave này. Và đó là thời điểm Tặc Răng hỗ trợ cho Donby trong việc đẩy cái wave này vào và di chuyển xuống băng trụ bot. Mọi thứ họ đều đã tính toán như sách giáo khoa, như sách giáo khoa bạn ơi. Ok, Orianna mất TP. Sop đứng ở khu... Đây, một cú đúp hai người, các bạn thấy con Tam Kén nó dâm chưa? Nó không khác gì một cái rạn nứt của con Cho'Gath cả. Mà nó đúp lên, nó thiêu đốt, nó quy vào một phát. Ui! Làm sao mà chơi đam lại các bạn? Làm sao mà chơi đam ở cái thời điểm này lại con Tam Kén bây giờ? Đây là lý do vì sao mà Jhin Tam Kén là một đội rất mạnh. Và việc mất đi con Sayah khiến cho bên phía của Li Ning ở bên phía Weibo không có bất kỳ một cặp đôi đường dưới nào đi cặp với con Tam Kén được. Nếu họ pick con Tam Kén để lấy con Tam Kén của Li Ning, họ không có một con xạ thủ nào đi cặp cùng với kể cả AFE nhá, đi cặp cùng với con Tam Kén này mà thắng được cặp Jhin với một con hỗ trợ bên phía bên kia cả. Đó là cái khó của game 3 này. Nhìn này các bạn. Bắt đầu di chuyển, bắt đầu để quay di chuyển, Angel ping chấm hỏi. Hoan phân 1 phần 3 cây máu, bắt đầu bấm bình lên. Jhin cũng đã bắt đầu bấm bình lên để chút nữa vào trụ là bắt đầu bấm bình lên. Để làm gì? Để lấy máu băng trụ các bạn. Sò Smile rất vội để hồi máu cộng với hỗ trợ cho việc đón lính. Hoan Phân không đón lính nổi nữa rồi. Máu như đây không đón lính nổi nữa rồi. Và các bạn thấy không?
Kể cả sọp ở đây họ vẫn đai trụ, họ tính là sọp ăn từ trên xuống, ok không vấn đề gì cả. Orianna không có tay le. Đợt lính đã tràn trụ rồi, họ có rất nhiều thời gian cho Donby băng trụ. Đợt này nếu mà đăng trụ thành công, hy sinh cái wave mid này của Donby vẫn ok. Và cái wave này bên phía LP họ băng trụ nhiều lắm. Và để tạo ra một cái wave lính như thế này, các bạn phải tưởng tượng là bộ đôi đường dưới bên phía Leaning đã đánh đủ hay rồi, họ đánh chất tướng, thứ nhất là chất tướng tinh trạch, thứ hai nữa là họ phải xử lý chất tướng rất hay rồi họ mới tạo ra big wave như thế này. Bởi vì chênh lệch chất tướng nó rất lớn để họ có và họ xử lý rất là hay, họ mới có thể tạo ra một cái wave nó khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mà cái khả năng xử lý máy dẫn lính con xe đến từ On. On thời điểm này chỉ cấp độ 1 các bạn, nhưng mà ăn được con lính một con thôi là lên được 2 rồi, bởi vì bên kia đã lên 2 rồi, Hoàn Phượng lên 2 rồi. On có lẽ đã biết một con lính nào đó lên được 2. Lên được 2 thì Rakan sẽ có đúp. Và pha này bên phía Leaning họ đã băng trụ fail. Sọp rất tỉnh nha. Thông tin mà Angel cung cấp cho Sọp là Leaning mất 2 flash. Volibear cộng với Rai đã mất flash. Và Sọp quyết định tấn công vào tặc răng trước. Những ai không có tốc biến tấn công người đó trước các bạn. Ưu tiên tấn công những người không có tốc biến trước. Đây Sọp bắt đầu đam vào đây. Hoan Phân còn flash đứng đam chung chung với Sọp. Giết được tặc răng. Giết được tặc răng. Sóng âm qua này. Sóng âm pha này tôi tưởng là nó bị out rank, nhưng mà thực ra nó vẫn trong rank và nó trúng vào người không có tốc biến là Donby. Sọp ưu tiên tấn công hai người chơi không còn tốc biến của đối phương trước nha các bạn nhìn nhá. Tôi đã phân tích về bên phía Weibo trước, tí nữa tôi phân tích về bên phía Leaning sau. Thật ra hết đường về rồi các bạn. Bị con Lee Sin nó đam như này, hết đường về rồi. Sóng âm trúng, vô hình cước vào. Hai ông này còn flash nhưng không về đường này được. Đường này con Lee Sin hai bùa nó đã chặn rồi. Và hai flash này phải đi đến đây mới có thể flash xuống dưới được. E flash qua hai người. Còn hai flash chết cả hai luôn. Bốn mạng hạ gục trong một tiếng băng trụ và ăn được đúng cái mạng của con Rakan. Quay này Hoan Phân vẫn đón trọn vẹn. Ok chưa? Đây là một pha phản băng trụ cực kỳ hay đến từ bên phía Weibo. Chống băng trụ rất hay. Và Leaning họ đã xử lý fail ở một điểm. Tôi không biết là nếu mà xử lý mapping thì bên phía Leaning họ sẽ xử lý ra như thế nào và họ sẽ thành công hay không trong tiếng băng trụ này. Nhưng ý đồ ban đầu của họ là Lui Mao tanh trụ trước. Lui Mao sẽ tanh trụ trước bằng một cú roi lưỡi. Cái này hôm qua lúc mà livestream thì mình đã phân tích rồi, nhưng mà mình sẽ phân tích lại cho các bạn không xem livestream tối hôm qua. Đầu tiên là Lui Mao, đây các bạn nhìn ạ. Lui Mao tính đi bộ ra, đó. Cái nhịp đi bộ ra là Lui Mao tính là ông ấy sẽ tanh trụ bằng một tình huống roi lưỡi trước, sau đó đứng ở rìa cái tầm đánh từ trụ, tanh tối đa và sau đó đi bộ ra. Dinh bắt đầu bấm bình lên đai trụ này anh em này. Lui Mao tính tanh trước nhưng Donby lại là người trưởng sớm quá. Donby bị trụ bắn. Nếu như pha này mà Donby để con Tam Ken này tanh trước thì có thể giết được con Rakan này. Kể cả là giết được Rakan mà ép được chỉ số lính của Hoan Phong mất đi, tôi nghĩ là đã quá lời. Quá lời. Hy sinh một quê lính đường giữa của Donby mà đổi lấy khoảng chừng hai quê lính này của Hoan Phong và tạo cái lợi thế cho Lai là quá lời. Đây, Donby là người tanh trước chứ không phải là Lui Mao nhé. Nếu như để Lui Mao tanh trước với cái con Tam Ken còn nhiều đây máu, sau đó đi bộ ra ở đây thì có thể Donby sẽ không mất máu nhiều đến như vậy và lên bảng. Donby bị mất máu nhiều quá. Mấy cú heal đến từ Lai nữa, nó cũng đã không hiệu quả. Sai lầm ở đây có lẽ là Donby đã vội trong việc đam trước và để trụ tấn công vào Donby. Chứ cái lượng máu này con Ryan nó sẽ không dễ chết như thế đâu các bạn. Sorry các bạn, vẫn còn đang ho vì Covid quá. Với lượng máu này con Ryan nó không dễ chết đâu anh em ạ. Con Lee Sin sẽ sóng âm vội cước vào nhưng nó sẽ không giết được con Ryan này. Con Volibear này thì nó sẽ tanh trụ bằng cái E. Thậm chí sau pha này bên phía Leaning còn đâm sâu vào tình huống giao tranh mà hai cái tốc biến của họ bị cái lệnh sóng âm khắc chế ở pha rồng ấy các bạn. Và nó làm đổ bể hết tất cả các kế hoạch bên phía của Weibo, ở bên phía Leaning. Cái kèo đường trên các bạn thấy là hiện tại The Side cộng với Ale xử lý thì Ale đang là người farm tốt hơn và có được một chút chỉ số lính nhỉnh hơn so với The Side. Đây, hai ông không còn tốc biến, đứng kế bên nhau, dính sóng âm, dính đúp Rakan. Cái kịch bản nó giống y chang cái cảnh mà tôi nói con Rakan cộng với con Orianna kết hợp với nhau ở cấp độ 6 ấy các bạn. Hất tung lên. Kể cả đây đâu có Orianna, chả có cái tí trang bị cộng sát thực phép nào luôn các bạn nhìn đi. Áo choàng vải dày thường, mắt nước mắt, chả có tí đam nào luôn. Các bạn tưởng tượng về late game khi mà Orianna nó có đồ nó xoáy nó còn thốn cỡ nào nữa.
Hoàn phần bán free súng hỏa ngục nữa chứ. Chân mệnh thiên tử. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách perfect. Dọn cỗ cho Weibo ăn cái cặp này luôn. Lịch thi đấu các thứ cũng dọn cỗ cho Weibo chuỗi win này luôn. On ra một cú mà khiến... Đây, đứng trên đây. Ale đang farm hơn so với Derside khoảng chừng hơn một đợt lính. Thì Ale bỗng nhiên xử lý một quả lắc não thật sự. Kiểu như Ale muốn giết Derside hay gì á. Mất E rồi các bạn ơi. Mất E rồi, còn đam nữa đâu. Nếu flash vào đây là sống rồi. Tự nhiên flash ngược trở lại tung chiêu cuối tính giết Derside. Oh wow. Rồi đam đâu giết đâu. Tự nhiên mất flash mất mạng chưa. Và từ đây là cái kèo này mất kiểm soát rồi. Kèo này Kennen này mất kiểm soát rồi các bạn. Đến giữa game bị thua, kèo này nặng khủng khiếp. Cái kèo này giữa game nặng một cách vô lý luôn các bạn. Mất hết trụ luôn. Kiểu tôi không biết là do tâm lý hay như nào mà họ đánh giữa game họ mất hết trụ anh em ạ. Mất sứ giả thì không nói rồi, sứ giả là mất nhiều đây lợi thế thì mất sứ giả đúng rồi. Hoàn Phong vẫn đánh thủ này anh em, 10 phút mất một lớp giáp trụ này. Và đó là hệ quả. Đó là hệ quả của tình huống băng trụ fail. Họ không đạt được điều kiện thắng cần thiết đến từ bộ đôi đường dưới nữa. Đáng nhẽ ra nếu như đây là một cái game đấu diễn ra bình thường và pha đai trụ đấy diễn ra một cách hoàn hảo hoặc là không có tình huống đai trụ đấy thì tầm này bên phía Weibo chắc phải mất đến 2 cho đến 3 lớp giáp trụ rồi. Và nhiều khi họ không mất sứ giả được các bạn. Sọp ra one shot Dunby luôn. Lee này 204. Không một thao tác thừa. R đánh tay quy theo dứt điểm. Và kèo tốt các bạn thấy không ạ? Hai lớp giáp trụ cho Derside. Tranh lính dành cho Derside. Cánh để lẻ một chút nữa thôi các bạn sẽ thấy con Na đấm trụ cỡ nào. Đây bùi tinh công đấm trụ bể tan nát luôn. Mọi lane đều gãy. Điều kiện thắng cũng gãy. Dunby chết để lại một cái trụ bị sứ giả hút. Bot cũng gãy anh em ơi. Bot cũng gãy. Gãy ba lane luôn. Đánh cho không nhận ra Li Ning luôn. Weibo có trụ bot, pha này thì hơi dướn một chút. Weibo có trụ bot cho Hoàn Phong rồi nha. Và trụ top cộng với trụ mid nó đều mất máu rất nhiều rồi. Đây là pha mà Ale không có dịch chuyển và Ale quyết định đi ra mid để đón Wei dùm cho Dunby. Để Dunby xuống cứu con dinh của Lai. Thì đi như cú này mất một con Na này bố tiến công nó cầm Na khổng lồ đứng trên. Con Na này nó cầm bố tiến công nó đấm trụ không... Không còn một cái gì các anh em ạ. Pha này thì Hoàn Phong như chết đúng không? Ừ chết Hoàn Phong pha này. Chủ quan chết pha này. Mất hai spell luôn. Mất trụ top rồi nhá. Trụ bot mất, trụ top mất. 15 phút, 16 phút mất hai trụ cánh. Thua 4.000 tiền hơn. Đây là một early thắng 3 lane cho bên phía Weibo. Kèo mid là kèo win ít nhất. Nhưng mà Ori nhiều đầy đồ nó vẫn vào giao tranh nó vẫn xoáy à. Mà mấy ông mà thậm chí mất cả trụ 2. Pha này là mất cả trụ 2 nhá. Pha này con Kennedy cú mất trụ 2 luôn anh em. Mất trụ 2 này con Kennedy ra mid quá lâu rồi. Mất trụ top 1 đã đành rồi. Mất trụ 2 top anh em ạ. Na khổng lồ nó cầm tàn phá hủy diệt nó đá. Nó trụ, trời ơi đừng hỏi. Mất 3 trụ. Trụ đường giữa thì còn một chấm máu à. Ẩu cái là bên phía Weibo mất con sứ giả này thôi. Mất thêm con rồng nữa nha. Mất sứ giả này, mất thêm con rồng nữa nha. Hai mục tiêu này là hai mục tiêu có bonus tiền nhưng mà... ít lắm. So với lại thấy Weibo có thì nó nhiều quá. Win ơi, làm kinh tế tí làm gì căng. Vào cái thế mất nhiều trụ quá. Thề luôn mấy ông Weibo đánh ăn hết trụ. 19 phút là ăn tầm 6 trụ, 5 trụ rồi. Mất con sứ giả 2 bị Volibear nó cướp mất. Hay đèn. Đây các bạn nhìn nhờ. Nhìn cái boss này các bạn này. Con Nan ăn trụ, con này cái này bất lực à? Con trồn ăn hết trụ anh em ạ.
Con Kennen này là để mất hai trụ top này, để mất cái trụ hai Zbot. Đồng ý cái trụ hai Zbot nó không còn nhiều máu nhưng mà mất chay luôn. Con Na bố tiến công nó lấy mất chay luôn. Và bên phía Weibo Snowball thì không có khó khăn gì cả. Bởi vì bạn tưởng tượng 19 phút mà ăn 5 trụ ấy. 19 phút ăn 5 trụ ấy các bạn. Hồi nãy trên livestream, hồi tối trên livestream tôi cũng nói rồi. 19 phút mà ăn được 5 trụ và tranh tầm 6.000 tiền. 5.000 mấy tiền như thế này. 6.000. 19 phút ăn được 5 trụ so với không trụ của phía Leaning. 5.000, 6.000 tiền. Thì tôi nói thật là trừ khi là con Jinx này nó bắn, trừ khi con Jinx này nó bắn anti nó ăn hết rồng với Baron của Weibo thôi chứ không có cách nào để mất hết anh em ạ. Với cái thế trận hiện tại là còn nguyên 6 trụ nhá, hơn tiền nhá, ăn được 5 trụ của đối phương mà còn không ăn được rồng với Baron thì không biết là Weibo phải đánh như thế nào luôn á. Đội hình bên phía Leaning là đội hình mà họ cần phải win lane, họ cần phải có được cái thế áp đảo từ Jinx Tam Ken, họ đã không có được nó rồi. Mặc dù con Jinx nó vẫn có thể farm ok, nó vẫn có hai đồ. Nhưng mà vì mất trụ nhiều quá, họ không đi đâu được cả, họ không dám ra đến nửa sông. Ra tới nửa sông con Rakan với con Afe, con Ori nó làm ba chiêu cuối thôi thế khỏi giao tranh. Hoặc là con Na khổng lồ nó tạt một phát thôi là chỉ có gãy thôi anh em ạ. Trừ khi Lai bắn chiêu cuối ăn hết rồng của Weibo, còn không cái linh hồn rồng là của Weibo rồi. Đó, nãy mất con rồi đó. Nhưng mà nếu mà để con Jinx nó ăn hết tầm 3-4 con rồng sắp tới thì tôi nói vui là sọp sẽ bị điều tra đấy, điều tra gấp luôn đấy. Một con thật là hơi nhiều rồi. Thu hết 4-5 con rồng sau thì hơi căng. Thật ra phần này để lẻ thắng ăn được nửa cây trụ. Một đổi một. Mấy con Baron, mấy con rồng này nó là đồ trong túi anh em ạ. Ăn được 5 trụ rồi mà còn để mất mấy con rồng này thì đúng là... I like the idea from LNG, but the Shy just so strong. They are starting this up. Chỉ cần dạng súng hợp lý thôi con Afe để ăn Baron được. Này bắt được The Sai. Đây vào cái thế rồi đây anh em. Vào cái thế 5 trụ so với không trụ nó là thế như này này. Thế mà nhìn nó bất lực vãi, nhìn cái lượng tầm nhìn nó ít ỏi vãi. Nhìn những cái mục tiêu như rồng Baron nó xa vời vãi. Kiểu như Weibo chớp được thời cơ lúc đến lúc đó là họ sẽ ăn thừa. Có thể họ ăn một fail một lần. Ok họ về họ đẩy lên sau họ lại ăn lần thứ hai. Ok fail lần thứ hai họ lại về họ đẩy lên họ lại fail ăn lần thứ ba. Và chỉ cần đến một pha nào đó họ ăn được thôi là cái nút thắt của ván đấu nó mở liền à. Họ có thể làm điều đấy liên tục. Leaning có thể chống được một lần. Đây, có thể mở pha này. Giết được con Rakan. Sau đó thì Weibo lại đẩy ngược trở lại. Họ lại làm lại một pha tương tự như vậy. Chả đừng có throw mấy pha nó quá nặng thôi. Một con Rakan đổi một Mega, ok chưa ạ? Tại sao bên phía Leaning lại đứng ở những góc như thế này các bạn? Tặc Giang còn không dám vào tranh chấp 50-50 nữa cơ. Bởi vì không ra được rồng. Mà đây là rồng 4 không bỏ được. Mà các bạn phải hiểu là khi họ di chuyển từ nhà ra đến rồng, họ phải trải qua một cái quãng đường nó quá là đen tối đi. Họ phải trải qua một cái quãng đường nó quá là khủng khiếp đối với họ đi. Họ đi ra đến nơi họ hết sạch mắt, họ còn hai cái mắt kiểm soát này. Lượng tầm nhìn của họ này. Không có một tí tầm nhìn nào cả, mắt cắm ra đến đây là hết mắt rồi. Giải ra đến đây là mắt đến từ con Tam Ken nó bắt đầu nó hết hạn hán luôn rồi. Mắt cắm ở đây rồi giao mắt đâu mà giao tranh nữa các bạn. Weibo họ cắm mắt ở đây, mắt ở đường dưới, họ có bụi cỏ nhỏ, có một cái nữa. Với cái lượng tầm nhìn như thế này thì bên phía của Leaning họ không ra kịp, hoặc là họ ra đến nơi là họ chưa kịp kiểm soát tầm nhìn xong thì họ đã bị đối phương ăn mất con rồng rồi. Đây là đồ trong túi rồi các bạn. Trừ khi con Jinx nó bắn chiêu cuối thì nó cướp hoài nữa. Mà điều đấy chắc chắn sẽ không diễn ra. Và những cái mục tiêu như vậy thì đó các bạn thấy con Tam Ken hết mắt rồi. Tam Ken thời điểm đấy hết mắt rồi anh em ạ. Và linh hồn rồng bây giờ con Na này thì nó đẩy lẻ nó đấm cả hai. Baron cũng đồ trong túi rồi. Trừ khi con Jinx ba Untian. Lấy mấy mục tiêu này chưa đồ trong túi. Nó vào một cái thế mà bên phía Leaning đã khó đánh lắm rồi. Bởi vì họ xử lý sai lầm đầu trận. Và đây là cái giá phải trả thôi anh em. Khi mà Weibo đánh đúng thì họ không thua được. Không thể thua được. Tôi sai cân 2 dưới bot. Mà tôi không hình dung ra cái kèo nó lại lệch đến như vậy anh em ạ. Tôi không hình dung ra cái cảnh Weibo ăn được 5 trụ nó dễ đến như vậy chỉ 19 phút.
chỉ vỏn vẹn 19 phút, Weibo ăn được 5 trụ. Trong khi đó thì họ mất sứ giả 2. Và nếu như có một cái thống kê về sát thương lên trụ thì chắc là The Side sẽ đóng góp một lượng sát thương lên trụ rất là khủng khiếp. Bởi vì con Kennen của Ale bất lực. Mất 2 trụ top liên tục, mất thêm cái trụ bot nữa. Rồi mất 2 trụ cánh như thế thì trụ mid đâu giữ được đâu. Hai đứa cánh đẩy lên sau nó ra mid một cái thôi là thấy áp lực hai cánh ở bãi chim với ở bãi sói thôi là sẽ không muốn đứng ở trụ mid nữa rồi đó. Mấy con Yuzing đứng ở trụ mid chỉ có chết thôi anh em. Mà bỏ những cái trụ như vậy thì nó mất đi cái lợi thế bản đồ quá lớn đi. Đến cuối game họ ăn được một trụ ở đường giữa, thế thôi. Tiền tranh nó không đến mức gọi là khủng khiếp lắm. Các bạn thấy là cái pha tranh này thì nó một chiều quá. Linh hồn rồng tranh tiền Baron 3 mega nữa chịu à. Giờ đây cỡ nào mà lại được. Các bạn thấy xuyên suốt cái ván thi đấu này tiền nó không chạm ngưỡng 10.000 đâu ạ. Kennen Ale tự nhiên bị vòng xoáy không gian đưa phía sau mất flash. Xong rồi chết luôn. Quan đấy cái xuyên suốt game 3 này nhá. Tiền tranh lúc này là tầm 5.000 này. À, bắt The Side, mất Baron. Mất Baron xong đến thời điểm này nó khoảng chừng 7.000 này. Nó không phải là con số 10.000 hay là 11, 12.000, nó không đến mức hủy diệt như vậy. Nhưng mà nhìn chung cái thế trận mà 7 trụ so với 0 trụ hoặc 5 trụ so với 0 trụ là cái thế trận nó quá là no hope rồi với phía Liên Ninh đi. Mà như tôi đã bảo là những cái chất tướng như là con Volley Bear này thì cái player mà có khả năng tạo đột biến cao nhất trong Liên Ninh là Tạc Giang. Đơn bi thuộc hạng người chơi cũng có khả năng tạo đột biến make play rất là ghê. Nhưng mà Rai với cả Volley Bear bây giờ make play kiểu gì các bạn? Cái tình huống dùng vòng xoáy không gian của Donby sau đó bắt được con Rakan ở mid đã là hay lắm rồi. Đánh ra được một cái pha mà dùng vòng xoáy không gian để bắt con Rakan ở đường giữa anh em. Đã là một cái nỗ lực nó gọi là... Đây. Họ biết là đánh bình thường họ sẽ thua thì họ phải mở những tình huống như thế này thôi. Nhưng mà thành quả thu lại thì nó cũng... chả đáng là bao cả. Như game 1 các bạn thấy trong cái thế khó khăn Tạc Giang vẫn có thể đánh ra một cú R 4 người đến từ Kordaina và suýt chút nữa đã có được game thắng. Game này bạn bắt con Volibear làm gì giờ anh em à, và Li Ninh thất bại 1-2. Weibo đang tiếp tục chuỗi trận bất bại của mình và top 1 bảng xếp hạng LPL. Đây là một chiến thắng cho thấy Weibo Gaming thứ nhất hiện tại họ là một team đi đường mạnh, rất mạnh. The Side có những kèo đi đường rất khỏe, đó là con Sion đánh với con Zay, bể tướng rất rộng. Thứ hai là khả năng tạo đột biến của họ. Thì Sop hiện tại đang có khả năng tạo đột biến cao này. The Side có khả năng tạo đột biến rất cao này. Angel hiện tại đã hạn chế sai lầm, không còn fit đường giữa hay là không còn thua lane quá nặng so với đường giữa đối phương nữa. On cũng chết lẻ ít đi rồi. Các bạn đang nhìn những cái KD ở những cái trận đấu gần đây của On là những KD như trong mơ. Mùa trước đánh như thế nhiều khi đi chung kết thế giới rồi. Mùa trước đánh như thế nhiều khi không thua Leaning ở trận playoff đâu anh em ạ. Mùa này đầu mùa có chết lẻ mấy trận đầu chứ bây giờ thì ít chết lẻ hẳn. Và Hoan Phương với On đi đường chung với nhau thì hiện tại chắc chắn là bộ đôi này đi đường thuộc hạng là top các cặp bot đi đường tốt nhất hiện nay ở tại LPL. Với khả năng đánh thủ hòa của họ cực kỳ hay. Một vài trận khi mà đánh điều kiện thắng xuống dưới cho The Side tự chơi đường trên một vài con, On và Hoan Phương vẫn đánh ra chất thắng được và Sop vẫn có thể đánh xoay quanh đường dưới được. Đây là một điểm cộng rất lớn dành cho họ ở những cái trận đấu ở mùa giải này so với mùa giải trước. Mùa giải trước họ đánh như thế một vài lần. Và tôi nhớ không nhầm là trận đánh với Tô Esports ở tại vòng bảng mùa trước, họ có đánh xuống vì Hoan Phương. Hoan Phương đè được check club luôn. Nhưng mà pin đường trên phế quá. Pin đường trên mà không ai chăm nó phế quá. Mùa này đỡ sai không ai chăm, ôi vẫn khỏe. Vẫn đè top bên kia ra, vẫn đấm bụp bụp vào giao tranh, vẫn mở giao tranh, vẫn make play, vẫn trông chịu tuyến đầu rất ok luôn. Thì đây thực sự là một cái mùa giải mà Weibo sẽ có được tôi nghĩ thành tích rất tốt. Hơn mùa trước là hơn chắc rồi. Hơn mùa trước là hơn cái chắc rồi. Chỉ là họ đủ sức đi xa đến đâu thì còn phải để thời gian trả lời. Nhiều bạn đang hỏi tôi giờ chung kết thế giới, MSI, các thứ thì nó hơi xa. Mục tiêu trước mắt vẫn sẽ là giải quyết các trận đấu vòng bảng một cách nó gọn gàng nhất và hạn chế sai lầm một cách tối đa. Tất nhiên là trong quá trình đánh thì sẽ có sai lầm và làm sao mà rút kinh nghiệm cũng như là gia tăng thêm cái khả năng gắn kết giữa các cái player trong team, cũng như là tiếp tục mở rộng bể tướng ở trong meta hiện tại. Như Hoan Phương hôm nay cần phải cải thiện con Zeri nhá.
Thì tôi nghĩ là mục tiêu mùa giải này sẽ là cố gắng đánh tốt nhất dựa vòng bảng và làm sao có được slot 1 hoặc slot 2. Slot 1 hoặc là slot 2 ở dựa vòng bảng nó sẽ có ý nghĩa là bạn sẽ có hai mạng tại playoff. Dựa vòng bảng nếu bạn top 1 và hoặc là top 2 thì bạn sẽ vào thẳng cái round 4 của playoff, và round 4 thì sẽ có thể thức đó là nhánh thắng nhánh thua. Nhánh thắng nhánh thua thì bạn có lỡ thắng nhỡ lỡ thua nhánh trên thì bạn còn xuống nhánh dưới được. Mùa trước các bạn thấy là bên phía của Weibo họ, bên phía Suning họ đánh ấy, họ phải đánh từ vòng ngoài và thua cái là đi luôn, thua cái là bị loại luôn. Và điều đó rất là đáng tiếc, và thua những trận suýt sao như kiểu là 2-3 trước bên phía của Li Ning mùa giải trước là rất là đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc. Thì mùa giải này khi mà đã có một khởi đầu thuận lợi như vậy, hiệu số phụ rất tốt, họ thắng 2-0 rất nhiều, họ thua thì thua 1-2 không à. Hiệu số đối đầu cũng tốt, hiệu số đối đầu bây giờ bạn thấy là các cái team trong top, các team lớn tại LPL bây giờ là Li Ning này, EDG này, ai nữa nhở? Royal thì chưa gặp nha. Thua ông BOG thôi. V5 nữa, đúng rồi, V5 nữa. Li Ning, Edward Gaming, V5 là những team mà đều đã thua bên phía Weibo, tức là hiệu số đối đầu của họ thắng hết các team, thắng hết các top team hiện tại, chỉ còn Royal nữa thôi là chưa gặp thôi. Thua BOG, nhưng BOG hiện tại đang ở nhóm giữa giữa rồi. Bởi vì BOG cũng đã thua nhiều rồi. Thì đây chắc chắn là một cái thành tích mà nhiều người không nghĩ ra được, và cá nhân tôi thì tôi đang rất là hào hứng với cái kết quả hiện tại của Weibo, một mùa giải mà chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn dành cho Sọc cộng với những người đồng đội. Ok, hy vọng là sắp tới họ sẽ tiếp tục thi đấu tốt. Cuối tuần này họ còn một trận gặp OMG hôm thứ bảy thì phải. Rất là hy vọng là tiếp tục thi đấu tốt, và sang tháng 3 thì hy vọng là sức khỏe Văn Tùng lúc đấy sẽ ổn để Văn Tùng có thể bình luận những trận Weibo trở lại bên kênh sóng của LPL tiếng Việt. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video clip, và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của Văn Tùng nha. Thank you.